Chào đón tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với kênh Thời sự Nhanh. Như vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Hãy cùng ban biên tập kênh Thời sự Nhanh dành ra khoảng thời gian đầu ngày để có thể kịp thời cùng cập nhật những thông tin nổi bật cùng với Thời sự Nhanh quý vị nhé. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý được truyền tải. Mời quý vị cùng theo dõi. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cách chức trưởng công an phường Bãi Cháy. Quý vị và các bạn thân mến, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ký quyết định cách chức trưởng Công an phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Ngày 6 tháng 6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ký quyết định cách chức trưởng Công an phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long đối với Trung tá Nguyễn Thành Nam. Trước đó vào ngày 22 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long thi hành kỷ luật Trung tá Nguyễn Thành Nam bằng hình thức cảnh cáo. Vào ngày 17 tháng 5, Trung tá Nguyễn Thành Nam đã có hành vi điều khiển xe ô tô khi đã uống rượu, đi sai làn đường, dẫn đến va chạm giao thông. Không những vậy, sau khi va chạm giao thông, Trung tá Nguyễn Thành Nam còn có hành vi ứng xử thiếu văn hóa và chuẩn mực đạo đức, đe dọa người khác tại nơi công cộng. Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long, những hành vi trên của Trung tá Nguyễn Thành Nam đã gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền, đơn vị nơi mình sinh hoạt và công tác, làm xấu hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân và làm mất uy tín của cá nhân mình. Theo Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, quyết định cách chức trưởng công an phường Bãi Cháy đối với Trung tá Nguyễn Thành Nam là phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm. Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng thông báo với toàn thể lực lượng về vi phạm của Trung tá Nguyễn Thành Nam để cán bộ chiến sĩ rút kinh nghiệm. Bắt giam nguyên trưởng phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai. Thưa quý vị, Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố bắt giam nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai để điều tra về tội vi phạm các quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ngày 5 tháng 6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trương Quý Sử, trưởng phòng kế hoạch tài chính của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai. Ông Sử bị tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trước đó, thanh tra tỉnh Gia Lai đã chỉ ra sai phạm trong dự án mua sắm thiết bị và phần mềm hệ thống phần mềm số hóa và quản lý dữ liệu EDM để thực hiện số hóa văn bằng chứng chỉ xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai. Thanh tra khẳng định sai phạm trong dự án mua sắm này gây thất thoát, lãng phí hơn 2,3 tỷ đồng. Thanh tra đã chuyển hồ sơ vụ việc sang công an, kiến nghị điều tra làm rõ việc mua sắm gây thất thoát, lãng phí tháng 11 năm 2022. Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai.